Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Nóng Đất Việt. Để ủng hộ cho kênh, quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Thưa quý vị thân mến, 24 giờ qua có những thông tin nào đáng chú ý? Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức mới nhất mà ban biên tập của chúng tôi vừa mới cập nhật. Bình Dương kỷ lục ca COVID-19 xuất viện, tổng hơn 15.000 người khỏi bệnh. Đà Nẵng thêm 169 ca COVID-19, có đến 43 ca cộng đồng. Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh nêu 3 nguyên nhân khiến người dân ra đường đông. Làm rõ thông tin, người đứng chốt ở Bình Dương làm luật shipper. Bình Dương kỷ lục ca COVID-19 xuất viện, tổng hơn 15.000 người khỏi bệnh. Kính thưa quý vị, từ đợt dịch thứ tư, Bình Dương có hơn 15.000 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi. Riêng ngày 18 tháng 8, 1.231 trường hợp đã xuất viện. Đây là số ca lành bệnh cao nhất trong một ngày. Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, ngày 18 tháng 8, toàn tỉnh có 1.231 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ tư trên địa bàn tỉnh lên hơn 15.100 người. Trong 24 giờ qua, Bình Dương ghi nhận 2.513 ca mắc mới, giảm 24,6% so với ngày 17 tháng 8. Thông tin về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, người đang trực tiếp tham gia ở tuyến đầu Bình Dương cho biết, so với cùng kỳ tuần trước, số ca tử vong đã giảm đi rất đáng kể, mặc dù số ca nhiễm COVID-19 tăng. Như vậy, chứng tỏ hệ thống điều trị 3 tầng đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Ngành y tế đã làm mọi cách để tất cả bệnh nhân được cấp cứu kịp thời. Các phương án điều trị được triển khai từ cộng đồng, tầng 1, tầng 2 và đặc biệt là tầng 3 đã củng cố với việc mở rộng bệnh viện quốc tế Becamec trở thành bệnh viện điều trị COVID-19 nặng và nguy kịch. Các phương tiện tốt nhất để hồi sức bệnh nhân COVID-19 nặng đã được Trung ương viện trợ cho tỉnh. Qua thống kê, 10 cuộc gọi cấp cứu đến trung tâm cấp cứu 115 có những ca thực sự cần cấp cứu, nhưng cũng có những trường hợp không tới mức phải gọi cấp cứu do quá hoảng loạn, lo lắng. Rất mong người dân hãy bình tĩnh, tư vấn, đọc theo các hướng dẫn của ngành y tế, của chính quyền, cùng nhau chia sẻ với khó khăn của ngành y tế trong việc chống dịch COVID-19. Chúng tôi đang làm hết sức không phải là 100% nữa, mà là 200% khả năng của nhân viên y tế. Tôi tin chắc là không có một nhân viên y tế nào của tỉnh Bình Dương có ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật suốt 2 tháng vừa rồi. Do đó, hãy cố gắng giúp đỡ chúng tôi, đừng để cho những thông tin không tốt, không phải là phổ biến, ảnh hưởng đến hệ thống điều trị của chúng ta. Người dân đặt niềm tin vào đội ngũ y bác sĩ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, ông đã đi nhiều tỉnh hỗ trợ dịch, tuy nhiên ở Bình Dương vẫn thấy sự đồng lòng rất chặt chẽ của các lãnh đạo tỉnh, các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp đều quyết tâm làm một việc duy nhất là làm sao dập dịch nhanh nhất, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Đà Nẵng thêm 169 ca COVID-19, có đến 43 ca cộng đồng. Kính thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 169 ca COVID-19, trong số đó có 80 ca đã được cách ly, 34 ca cách ly tại nhà, 12 ca trong khu phong tỏa và 43 ca phát hiện ngoài cộng đồng. Chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường ghi nhận 110 ca mắc mới, trong đó có 81 F1, 11 ca trong khu phong tỏa, 7 ca là tiểu thương, 4 ca có triệu chứng và đi khám tại các cơ sở y tế, 7 ca phát hiện dương tính qua lấy mẫu hộ gia đình. Tính đến hiện tại, chuỗi lây nhiễm này đã ghi nhận 486 ca, với 204 ca là tiểu thương của chợ, 27 ca là người đi chợ và 205 trường hợp liên quan. Ngành y tế nhận định chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường vẫn đang ở mức nguy cơ rất cao. Thông qua chiến lược xét nghiệm đại diện hộ gia đình có 31 ca dương tính mới phát hiện tại các quận huyện trên địa bàn. Trong đó, quận Sơn Trà 8 ca, quận Hải Châu 7 ca, quận Thanh Khê 6 ca, quận Cẩm Lệ 5 ca, huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn cùng ghi nhận 3 ca. Trong 43 ca phát hiện ngoài cộng đồng, có 27 ca chưa rõ nguồn lây, gồm 18 ca dương tính qua lấy mẫu hộ gia đình và 5 ca có triệu chứng, tự đi khám ở các cơ sở y tế. Ngoài ra, có 6 ca từ F1 thành F0 tại Bệnh viện Dã Chiến khu ký túc xá phía Tây thành phố. Tính từ 10 tháng 7 đến nay, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 2.297 ca COVID-19, đang điều trị cho 1.341 ca dương tính. Hiện địa phương này đang ở ngày thứ tư áp dụng biện pháp dừng tất cả các hoạt động, ai ở đâu ở đó trong vòng 7 ngày,
Việc thực hiện biện pháp này để tăng tốc truy vết, xét nghiệm diện rộng nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng. Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh nêu 3 nguyên nhân khiến người dân ra đường đông. Kính thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh ước tính mỗi ngày có 1,2 triệu người thuộc diện được phép ra đường. Tuy nhiên, chỉ một số tuyến đường chính được lưu thông nên tạo cảm giác đông đúc hơn. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ước tính thành phố cho phép khoảng 1,2 triệu người thuộc các nhóm đối tượng ra ngoài mỗi ngày trong thời gian giãn cách xã hội. Hầu hết trường hợp ra đường thời gian qua đúng quy định. Ông Đức chỉ ra 3 nguyên nhân khiến đường phố trở nên đông đúc hơn những ngày gần đây. Thứ nhất, một số hoạt động trước đây cấm nhưng từ 16 tháng 8, thành phố bắt đầu mở ra để đảm bảo duy trì nhu cầu cuộc sống cơ bản như dịch vụ bảo trì, hạ tầng kỹ thuật, tòa nhà chung cư, máy lạnh, thoát nước, cấp nước. Thứ hai, để kiểm soát việc lưu thông của người dân, lực lượng chức năng đã chặn nhiều tuyến đường nhánh và tập trung kiểm soát những tuyến đường chính. Tôi đi về nhà sáng đi một đường, chiều về có lúc phải đi vòng vòng mới tìm được lộ trình. Phần lớn người dân chỉ đi được một số trục đường chính, còn đường nhánh đều chặn. Tức là quy mô người ra đường vẫn vậy, nhưng số lượng đường để đi ít hơn nên ta có cảm giác lượng người ra đường đông hơn, ông Đức lý giải. Thứ ba, thời gian qua, khá đông người ra đường để đi tiêm vaccine. Trung bình mỗi ngày có 200.000 người ra tiêm, cao điểm lên đến 300.000. Ông Đức nhấn mạnh, đây là công tác quan trọng, không thể dừng. Tuy nhiên, nếu người tiêm vaccine đảm bảo thực hiện nghiêm quy định không tạo ra nguy cơ lớn vì người dân chỉ ra đường, không tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh nhận định. Ông cho rằng, nguy cơ chủ yếu xuất hiện tại các chốt kiểm soát do ùn tắc cục bộ. Sáng ngày 19 tháng 8, cơ quan chức năng đã ra soát lại 17 nhóm đối tượng được phép ra đường từ 6 giờ tới 18 giờ. Nhóm nào thật sự không cấp thiết thì bị hạn chế để thực hiện nghiêm mục tiêu tối thượng là giãn cách nghiêm hơn, phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn. Trong khi đó, đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã kiểm soát 200.000 lượt phương tiện, bao gồm 100.000 người sử dụng phương tiện cá nhân. Công an đã xử phạt 1.500 trường hợp, yêu cầu quay đầu 3.200 trường hợp, tỷ lệ vi phạm là dưới 1,5%. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu áp dụng chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 và liên tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội, dự kiến đến 15 tháng 9. Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 38 ngày áp dụng các biện pháp giãn cách với mức độ tăng dần. Từ ngày 27 tháng 4 đến sáng ngày 19 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 159.917 ca nhiễm, hơn 5.400 ca tử vong. Ôm dân vào lòng. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn giãn cách áp dụng chỉ thị 16 nghiêm ngặt nhất, thời gian kéo dài nhất từ trước tới nay, hàng trăm người lao động đã tìm mọi cách để về quê trong bối cảnh thất nghiệp, thiếu lương thực, không tiền đóng trọ, điện nước, khiến bao người xót xa. Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang chiến đấu chống dịch khốc liệt, lệnh giãn cách xã hội tiếp tục diễn ra, siết chặt trước mắt đến ngày 15 tháng 9. Sau khi Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp 28.000 tỷ đồng cứu đói hơn 4,7 triệu người, một số nhận định hơn trách đã được đưa ra. Theo tôi, dân các tỉnh muốn về quê thì Thành phố Hồ Chí Minh nên cho họ về để giảm bớt áp lực. Bình tĩnh suy ngẫm hẳn sẽ nhận ra, nếu như Thành phố Hồ Chí Minh cho mọi người về quê thì dễ hơn, đỡ tốn ngân sách hơn và cũng sẽ đỡ lo hơn rất nhiều. Nhưng vì sao Thành phố Hồ Chí Minh lại không làm như vậy? Nhìn vào thực tế, ai cũng sẽ thấy các tỉnh thành khác không còn khả năng để tiếp nhận công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê. Chỉ đạo của Thủ tướng cũng nêu rõ, yêu cầu không để người dân tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang thực hiện giãn cách về quê, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, không được hỗ trợ về y tế, phải có chính sách hỗ trợ thiết thực để người dân yên tâm ở lại tại chỗ. Cũng vì không muốn dịch lây lan, làm khó cho các tỉnh thành, nên Thành phố Hồ Chí Minh ôm người dân vào lòng, phải lo cho tất cả, từ chuyện chống dịch, tiêm vaccine, túi thuốc an sinh và chăm lo cho đời sống người dân, không đói trong những ngày Thành phố Hồ Chí Minh căng mình chống dịch. Nếu Thành phố Hồ Chí Minh không nhận việc khó thì sẽ dành cho ai? Nhìn hình ảnh chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh phát loa kêu gọi người dân quay lại thành phố, sẽ phái cán bộ đến tận nơi người dân đang ở trọ để xin miễn giảm tiền trọ cho dân mà thấy thương cho những nỗ lực của lãnh đạo chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn hình ảnh Bí thư Nguyễn Văn Nên xuất hiện nơi tiêm vaccine toàn dân, gặp gỡ và ân cần nói cho dân hiểu về tác dụng của vaccine đã khiến bao người xúc động. Rồi những phiên họp trực tiếp và cả trực tuyến của lãnh đạo chính quyền thành phố gặp gỡ, đối thoại với các chuyên gia, tìm ra biện pháp chống dịch, được tường thuật qua truyền thông báo chí, người dân được tiếp cận thông tin minh bạch. Đó là những nỗ lực đáng kể mà nếu như thiếu trách nhiệm sẽ không thể nào diễn ra. Để lo chu toàn cho mọi việc, vừa chống dịch, giảm thiểu ca nhiễm, ca mất, vừa giải quyết bài toán về an sinh xã hội trong diễn biến dịch bệnh ngày càng khốc liệt, số ca tử vong cứ tăng mỗi ngày như hiện nay, đó không phải là việc dễ dàng.
lo từ lương thực, chữa bệnh cho dân đến giữ ấm tình đồng bào trong nỗi đau lớn của đời người, người dân qua đời vì Covid-19. Chính quyền tìm cách lo hỗ trợ tiền và tìm nơi gửi tro cốt, thờ tự. Nhìn vào những việc làm nhỏ và lớn, càng thấy chính quyền thành phố đang rất nỗ lực, cực lực và càng trong khó khăn, càng sống nhân văn, nghĩa tình, hào sảng như thương hiệu mà nơi này vốn có. Sẽ giãn cách mà không xa cách. Đây là câu nói liên tục được mọi người dân thành phố nhắc đi nhắc lại. Với cách mà lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, người dân thành phố đã quan tâm, nâng đỡ, cưu mang nhau trong suốt thời gian qua, chắc chắn rằng sớm thôi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua lần khó khăn lớn này. Niềm tin này hoàn toàn có cơ sở khi chính sách an sinh xã hội, kho lương thực và tiền trợ cấp chính quyền luôn tìm mọi cách tiếp cận người dân đang gặp khó khăn. Những bếp ăn từ thiện vẫn đang cố gắng từng ngày đỏ lửa, những tấm lòng vẫn tìm cách chia sẻ, trao đi. Cùng nhau, chúng ta rồi sẽ đứng dậy sau đại dịch. Làm rõ thông tin, người đứng chốt ở Bình Dương làm luật shipper. Kính thưa quý vị, ông Trần Thanh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình An, thành phố Dị An, Bình Dương cho biết, lực lượng công an phường đang xác minh làm rõ phản ánh của người dân về sự việc có một người đàn ông trực tại chốt kiểm soát có hành vi cưỡng đoạt tiền của một shipper. Ông Hùng cho biết thêm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường vừa mới nhận được thông tin về vụ việc này. Hiện tại, chúng tôi đã cử lực lượng công an tiến hành xác minh, làm rõ theo thông tin người dân phản ánh. Sau khi điều tra làm rõ, sẽ thông tin đến cơ quan báo chí. Hiện vẫn chưa thể khẳng định người này có phải là cán bộ của phường hay không, vì khi dịch bệnh bùng phát, phường đã huy động nhiều lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ tại các chốt kiểm soát dịch, ông Hùng nói. Theo phản ánh của anh HTD làm nghề shipper, trưa ngày 16 tháng 8, anh đi giao hàng trên khu vực thành phố Dị An. Khi đi trên quốc lộ 1K hướng Bình Dương đi Biên Hòa thì gặp chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của phường Bình An ngay đầu đường Thống Nhất thì anh bị lực lượng tại chốt yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tại đây, một người mặc đồ thường có đeo thẻ, kiểm tra giấy tờ của anh Đê. Người này phát hiện giấy xét nghiệm Covid của anh Đê đã hết hạn và có dấu hiệu sửa. Người đàn ông này nói rằng sửa giấy như thế này là có thể ở tù và yêu cầu anh Đê về phường giải quyết. Lúc này, anh Đê xin lập biên bản tại chốt, nhưng người đàn ông không chấp nhận và bắt anh Đê phải theo về phường để giải quyết. Khi đó, người đàn ông điều khiển xe máy chở theo một người đàn ông khác dẫn anh Đê về phường. Tuy nhiên, hai người đàn ông không dẫn anh Đê về phường mà đi vào một khu dân cư vắng người rồi dừng lại. Tại đây, người đàn ông yêu cầu anh Đê đưa cho mình 2 triệu đồng. Tuy nhiên, anh không có tiền mặt nên đề nghị chuyển khoản. Sau đó, người này đọc số tài khoản. Anh Đê đã nhờ một người bạn chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của người đàn ông này. Khi nhận được tiền thì hai người này rời đi và không quên hứa hẹn lần sau qua chốt sẽ không bị kiểm tra nữa. Người quản lý của anh Đê cho biết, thời điểm bị kiểm tra, Đê có gọi điện cho mình kể lại câu chuyện và nhờ chuyển tiền hộ cho người đàn ông. Tuy nhiên, người quản lý cho biết, thấy vụ việc này rất kỳ lạ, không thể có chuyện bị bắt rồi chuyển tiền như thế được, nên đã quyết định chạy đến nơi để tìm hiểu. Vì quá lo sợ nên anh Đê đã nhờ người bạn khác chuyển tiền hộ.